Rồi, xin chào anh chị các bác ạ. Tháng này vừa xong thôi, bên em cũng đã nhận được thông tin là Mazda 2 ạ, đặc biệt là cái phiên bản AT, bản cửa chuồng, bản thấp nhất ấy, thì bọn em cũng đã hạ giá rất là nhiều rồi. Như mình vừa tham khảo thì giá bán đâu đó nó vừa tăng 10 triệu đúng không ạ? Là từ 420 lên 430. Tuy nhiên thì hôm nay bọn em cũng đã update lại giá là đã giảm cho anh chị mẫu xe này về là 408 triệu. Thì gần như nó là cái mức giá và nó rất là rẻ, rẻ nhất phân khúc hạng B rồi. Đặc biệt nữa là xe này là xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc ạ. Với 408 triệu thì mình cộng đâu đó vào khoảng gần 50 triệu tiền đăng ký đăng kiểm, tức là ra biển nó chưa đến 460. Thì mình sẽ có một cái mẫu nhập khẩu hạng B của Mazda. Đấy, xe này bọn em nhập nguyên chiếc Thái Lan nhé. Đóng cửa hay hoàn thiện thì rất chắc chắn. Thì có cái là xe thì nó hơi thiếu một chút về option đấy. Tuy nhiên thì với cái xe mà em đang quay cho anh chị như này là một xe mà khách hàng đã lên rất đầy đủ để đi rồi. Đấy, mình có thể nhìn nhanh qua như là cam hành trình ạ, màn hình, ghế da, nguyên bản của nó sẽ là ghế nỉ. Đấy, cũng không có màn hình gì cả đâu anh chị nhé. Đấy, vô lăng các thứ thì nó cũng không có nút bấm gì. Đấy, màn hình này thì là màn hình có tích hợp Vietmap, ra lệnh giọng nói, Google Maps các thứ rất là đầy đủ. Một loại màn hình rất là tốt ạ. Ngoài ra thì bọn em vẫn có cái phím điều khiển ở đây để mình có thể xử lý thêm. Đó, cam lùi các thứ là đầy đủ luôn. Anh chị nào cẩn thận thì làm thêm 360. Cơ bản là mình làm cái Google Maps và cái Vietmap chỉ đường, đọc tốc độ. Đây có cam đọc tốc độ ở đây là hợp lý rồi. Mình độ đâu đó đâu có khoảng 15 đến 20 triệu tùy vào cái nhu cầu. Cái cục gương này, ghế da này, đấy là cảm biến, là cơ bản để đi rồi. Ngoài bản này thì bên em vẫn có nguyên đầy đủ các phiên bản khác ạ. Ví dụ như là bản sedan Pre hoặc là bản Sport hatchback một đầu. Tuy nhiên thì giá nó cao một chút. Đấy, anh chị cũng có thể độ thêm cái mặt ca lăng khi mà mình sử dụng cái bản AT như này. 460 triệu xong xuôi ra biển thời điểm này nó cũng rất là rẻ rồi. Mình có một xe đi lại và giá bọn em cũng vừa cập nhật thôi, lên cho anh chị luôn video. Hiện nay thì vay mua trả góp thì lãi suất cũng rất là thấp, đâu đó khoảng 5-6% tùy vào cái từng ngân hàng và cái hồ sơ tài chính của mình. Đó, cụ thể như nào thì anh chị cứ book máy alo trực tiếp qua bên em.